Có thể các bạn chưa biết thì các phi tần hậu cung cũng có lương thưởng đều như vắt chanh. Vậy đâu là yếu tố quyết định mức lương cao hay thấp của các phi tần? Ai là người có mức lương cao nhất dàn hậu phi? Và với số tiền nhận được hàng năm, liệu họ có được tự do tiêu xài hay không? Bí ẩn về chế độ lương thưởng của dàn hậu phi Trung Quốc. Hoàng hậu. Như ý lúc trở thành hoàng hậu rồi. Nói qua một chút thì việc phát bổng hàng năm cho các phi tần được bắt đầu thực hiện từ triều đại nhà Minh, nhưng phải đến nhà Thanh, chế độ lương bổng mới được quy định rõ ràng và cụ thể hơn. Theo quy chế của triều đại nhà Thanh, hậu cung của hoàng đế bao gồm một hoàng hậu, một hoàng quý phi, hai quý phi, bốn phi, sáu tần và các vị trí thấp hơn bao gồm quý nhân, thường tại, đáp ứng không giới hạn số lượng. Cũng bởi quy chế phát lương thưởng theo thứ bậc như trên nên hậu cung Thanh Triều từng được ví như một chốn quan trường thu nhỏ, nơi mà lợi ích kinh tế của mọi phi tử đều phụ thuộc vào phẩm hàm và sự sủng ái của hoàng đế dành cho họ. Và dĩ nhiên, người nhận được bổng lộc và đãi ngộ cao nhất trong dàn phi tử, thê thiếp của hoàng thượng, không ai khác chính là hoàng hậu. Theo ghi chép, hoàng hậu mỗi năm sẽ nhận được 1.000 lượng bạc trắng, tương đương 400.000 nhân dân tệ, đổi ra tiền Việt chúng ta tức khoảng 1,4 tỷ đồng. Như vậy là mỗi tháng hoàng hậu sẽ nhận được khoảng 116 triệu đồng. Một số tiền sương sương một năm cày cuốc của rất nhiều anh chị em đã ra trường và đã đi làm. Và dĩ nhiên, mức lương này không tính đến lễ vật thưởng, gia sản của gia tộc. Trong hàng phi của hoàng thượng, hoàng hậu luôn là người được ưu ái cấp phát trang sức, lụa gấm, ngọc trai cao cấp, thượng đẳng nhất. Đến ngày sinh nhật, hoàng hậu cũng là người được vua ưu ái tặng lễ vật xịn sò, đắt đỏ nhất dàn hậu cung. Ngoài lương thưởng và những hậu đãi nói trên, hoàng hậu được xem là người vợ chính thức duy nhất của hoàng đế, người được cưới hỏi đàng hoàng, trải qua rất nhiều nghi thức và được tất cả triều thần công nhận, được lão bá tánh biết đến. Phục sức cũng không thua kém gì chồng mình. Hoàng hậu có thể mặc quần áo và sử dụng trang sức có màu vàng sáng như hoàng đế. Chỉ xét như thế thì các phi tần khác cũng không thể nào so sánh được rồi. Vâng, và xếp sau hoàng hậu thì có hoàng quý phi cũng nhận được một khoản tiền khá khá. Cụ thể là bao nhiêu thì ngay bây giờ hãy cùng tìm hiểu xem nhé. Hoàng quý phi. Với những ai thường xuyên xem phim cổ trang Trung Quốc thì chắc chắn đều biết, vai vế tiếp theo dưới hoàng thượng và hoàng hậu chính là hoàng quý phi, hay còn được xem là phó hoàng hậu. Và dĩ nhiên, lương thưởng và bổng lộc của hoàng quý phi cũng xếp sau hai người này. Sau một hồi tìm kiếm thì mình đã xác định được một vài con số muốn bật mí ngay cho các bạn. Cụ thể, vào thời nhà Thanh thì hoàng quý phi sẽ nhận được mức lương khoảng 800 lượng bạc trắng, tương đương 320.000 nhân dân tệ. Quy ra tiền Việt thì con số này rơi vào khoảng hơn 1,1 tỷ đồng. Vậy là tính ra mỗi tháng, vị phó hoàng hậu sẽ nhận được khoảng 91 triệu đồng. Mức lương này nghe đồn cũng sương sương mấy anh IT siêu giỏi và lâu năm trong nghề thời bây giờ. Nhưng mà nghề nào cũng có cái vất của nó. Với hoàng quý phi thì dù có chức vụ cao hơn các phi tần khác nhưng vẫn luôn dưới hoàng hậu. Bằng mặt nhưng chẳng bằng lòng. Nhiều người thậm chí còn mưu đồ lật đổ hoàng hậu để tự mình bước lên đỉnh vinh quang, trở thành mẫu nghi thiên hạ tương lai. Và kế đến, dưới hoàng quý phi chính là quý phi. Không biết là vị nương nương này lương thưởng sẽ ra sao? Anh em nào mà tò mò thì hãy cùng mục sở thị với top 1 chúng mình nhé! Quý phi. Nếu các bạn từng mất ăn mất ngủ vì Diên Hy công lược, và nếu là một người xem phim theo hệ chi tiết, không tua và xem không sót một giây nào thì chắc hẳn còn nhớ đến phân đoạn cao quý phi than vãn bổng lộc của mình rằng: cô ta một năm nhận được 1.000 lượng bạc, còn ta chỉ có 600 lượng bạc. Trong khi chữ Tú Cung dùng đồ bạc thì Trường Xuân Cung dùng toàn đồ vàng. Cô ta mà cao quý phi nhắc đến chính là Phú Sát Hoàng hậu. Vậy là quý phi thấp hơn hoàng hậu tận 400 lượng bạc. Tức là nàng ta sẽ nhận được 600 lượng bạc mỗi năm, tương đương với 240.000 nhân dân tệ. Đổi ra tiền Việt mình thì rơi vào khoảng 840 triệu đồng. Vị chi mỗi tháng quý phi sẽ nhận được 70 triệu đồng. Vào dịp sinh nhật của mỗi phi tử, nhà vua sẽ ban thưởng cho họ quà tặng là những lễ vật riêng và lì xì đỏ. Nhận bổng lộc, các phi tử đều dành tiền để mua thêm phục sức, son phấn, quần áo, khiến mình đẹp hơn nhằm mục đích thu hút thiên tử. Thân phận họ càng cao thì vinh hoa phú quý càng hưởng nhiều. Hơn nữa, những thứ phân phát đồng đều cũng không phải tất cả mọi người đều thích, nên việc có thêm chút ngân lượng để chi trả cho sở thích cá nhân, âu cũng là điều dễ hiểu. Hàng phi. Chỉ xếp sau quý phi, thế nhưng bởi số lượng nhiều gấp đôi quý phi, nên những nương nương thuộc hàng phi phía dưới cũng chỉ nhận được mức lương thưởng sương sương, cao hơn những phi tần hàng thấp hơn, nhưng so với quý phi thì cũng thua xa. Cụ thể ở triều Thanh, những người ở hàng phi vị sẽ nhận được bổng lộc là 300 lượng bạc trên một năm. Số bạc này tương đương 120.000 nhân dân tệ trên năm, tức là khoảng 429 triệu trên một năm. Tức là sương sương mỗi tháng, mỗi vị phi sẽ nhận được khoảng hơn 35 triệu đồng tiền lương.
Số tiền này vào thời xưa thì hẳn nhiều người sẽ nghĩ chi tiêu xả láng đúng không? Thế nhưng, câu chuyện không hề đơn giản như vậy. Trừ hoàng hậu, hoàng quý phi, quý phi, hầu hết là những người có xuất thân giàu có, chống đỡ triều đình. Còn riêng hàng phi thì không phải ai cũng như vậy. Có người may mắn được hoàng đế sủng ái một bước lên mây, nhưng không có hậu phương chống đỡ, họ phải dùng lương thưởng, chi tiêu đủ đường. Để có lụa đẹp, trang sức đắt tiền, họ tìm cách hối lộ cho thái giám và thị nữ để những người này giúp họ chọn trang phục như ý. Do đó, việc làm này đã tiêu tốn của họ không ít bổng lộc. Nếu như thêm ít hầu bao cho thái giám, thì các vị phi đôi khi còn được họ hiến kế giúp cho thăng tiến và tranh giành nhiều sủng hạnh hơn. Chưa kể tiền lương bổng còn phải trích ra, gửi về quê lo cho gia đình, rồi thì mua chuộc phe phái để củng cố tốt cho địa vị của mình nữa. Rõ ràng thì dù cũng được xem là hàng phi cao quý, không mất tiền ăn, tiền ở, được vua yêu chiều, nhiều vải lụa gấm vóc xịn sò, nhưng bổng lộc của phi tần vẫn không cánh mà bay vì những lý do như vậy. Địa vị càng thấp thì lại càng phải đút lót, lấy lòng để củng cố quyền lực. Thế mới nói, không phải cứ lương cao là sung sướng đâu. Thế nên, để không phải nịnh bợ kẻ khác, các nương nương phi tần phải càng mưu tính trèo cao, chức vị càng cao thì càng ít phải cúi mặt trước bất kỳ ai. Và dưới hàng phi chính là hàng tần, mức lương của các nương nương này sẽ như thế nào? Hàng tần. Thuộc hàng thấp hơn hàng phi, những người thuộc hàng tần nhận được 200 lượng bạc trắng mỗi năm, tương đương với 80.000 nhân dân tệ ngày nay, tức là khoảng 286 triệu tiền Việt. Vị trí mỗi tháng, các chủ nhân sẽ được phong vị tần, nhận được gần 24 triệu đồng. Và như chúng mình có nói ở trên, thì trong hậu cung có muôn vàn những vấn đề phải chi tiêu rất nhiều tiền. Và với những ái phi thuộc hàng tần, bởi mức lương bổng tương đối thấp nên nhiều người đã không ngừng bất chấp thủ đoạn, thậm chí ra tay tàn độc để có được tình yêu vĩnh viễn của nhà vua. Và dĩ nhiên, tình yêu thì luôn đi kèm với chức vị, lương thưởng và bổng lộc cũng từ đó mà tăng lên. Thế nhưng, câu chuyện tranh đấu không hề dễ dàng một chút nào. Nếu thành công thì đời các nàng sẽ một bước lên hương. Còn nếu thất bại thì thậm chí sẽ phải đối mặt với kiếp sống lạnh lẽo cả đời trong lãnh cung, một nơi mà bất kỳ ai cũng đều cảm thấy ớn lạnh mỗi khi nghĩ tới. Quý nhân, thường tại, đáp ứng. Đứng sau hàng tần, quý nhân dĩ nhiên cũng chỉ nhận được mức lương tương đối thấp, chỉ bằng một nửa hàng tần. Ở đời nhà Thanh, vị trí quý nhân chỉ nhận được 100 lượng bạc trắng mỗi năm, tương đương 40.000 nhân dân tệ, xấp xỉ 140 triệu đồng, tức là mỗi tháng nhận về khoảng gần 12 triệu đồng. Và thấp hơn quý nhân chính là thường tại. Thường tại chỉ nhận được bổng lộc bằng một nửa so với hàng quý nhân. Những người thuộc hàng thường tại nhận bổng lộc hàng năm vỏn vẹn 50 lượng bạc trắng, mỗi tháng chưa đến 6 triệu đồng. Thế này bảo sao, chẳng trách A Nhược lại muốn từ cung nữ hầu hạ làm mọi cách để trở thành thận quý nhân. Bạn nào ở đây từng cày như ý chuyện chắc hẳn đều nhận ra mà đúng không? Và đứng cuối danh sách đó là đáp ứng. Lương thưởng của những phi tần thuộc hàng đáp ứng cực kỳ ít ỏi. Chỉ nhận được vỏn vẹn khoảng 30 lượng bạc trắng để chi tiêu cho cả năm. Tương đương khoảng 12.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 3,4 triệu mỗi tháng. Có thể thấy rằng vị trí cao nhất là hoàng hậu và vị trí thấp nhất là đáp ứng có mức bổng lộc cách biệt khá xa. Mức lương của hoàng hậu cao gấp 33 lần so với đáp ứng. Và ngoài khoản này, các phi tần sẽ nhận được các chế độ như là nô tỳ hầu hạ, gấm vóc, trang sức ban thưởng hàng năm, sinh thần, lễ Tết đều có quà tùy theo tước vị. Tuy nhiên, lại tùy thuộc vào từng vị trí mà những đồ đính kèm cũng sẽ chênh lệch nhau. Thế mới nói các phi tần hậu cung đấu đá, kèn cựa nhau khét lẹt không phải là không có nguyên do. Thậm chí, nghề làm phi này còn khấm khá hơn nhiều so với nghề hiện đại của chúng ta bây giờ. Vừa được bao ăn bao ở, bước xuống giường có nô tỳ hầu hạ, mỗi tháng nhận về sương sương 3,4 triệu đồng như đáp ứng thì cũng gọi là quá thơm rồi đúng không? Các bạn thân mến, có thể nói thì nhìn mức bổng lộc dành cho các phi tần ở trên cũng có thể thấy thứ bậc khác nhau thì mức đãi ngộ cũng khác nhau. Tước vị, phẩm hàm cao hơn thì có thể gấp đôi, gấp ba người thấp hơn và thậm chí là gấp mấy chục lần khi so sánh hai vị trí cao nhất và thấp nhất. Chưa kể đến những việc đãi ngộ, quà cáp mà hoàng đế ban thưởng vào những ngày lễ. Và cũng vì lẽ đó, người ta thường bảo hậu cung không khác gì trốn quan trường khốc liệt. Muốn vinh hoa phú quý, tước vị cao hơn người thì phải đấu đá đến mức không từ thủ đoạn. Và nếu như các bạn yêu thích chủ đề của video ngày hôm nay thì đừng ngần ngại ủng hộ top 1 chúng mình bằng cách like, share video, sau đó đăng ký kênh top 1 khám phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ, hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!